và nó cũng giống như cái sản phẩm quay mà do đã giới thiệu trước đó là quay diesel thì nó cũng sẽ có cái tiêu chí đó chính là hóc môn free là sử dụng nguồn sữa không có sử dụng hóc môn làm nguyên liệu để chế tạo thành cái hũ quay protein như thế này Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Do Sốp Lemon cùng với mình. Ngày hôm nay mình xuất hiện trở lại để giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm tới từ một thương hiệu mới toanh cập bến về Việt Nam. Đó chính là hãng Beyond Do Sale và chi tiết cái bộ sản phẩm đó là gì sắp lên kệ hàng tại Do Sốp Lemon. Mời các bạn theo dõi clip sau đây. Sản phẩm đầu tiên trong bộ sản phẩm của hãng Beyond Do Sale đó chính là Whey Protein Isolate và nó cũng giống như cái sản phẩm quay mà do Súp đã giới thiệu trước đó là quay diesel thì nó cũng sẽ có cái tiêu chí đó chính là hóc môn free là sử dụng nguồn sữa không có sử dụng hóc môn làm nguyên liệu để chế tạo thành cái hũ quay protein như thế này tiếp theo nữa đó chính là cái ratio cực kỳ cao điều đó cho thấy nó sẽ không có những cái tạp chất khác trong quay mà nó chỉ hoàn toàn là protein mà thôi và cái lượng tỷ lệ ratio đó lên tới 86% có nghĩa là trong 30g bột sẽ cho các bạn 26g protein Isolay hoàn toàn tinh khiết, hấp thu nhanh. Tiếp theo nữa là về cái công nghệ sản xuất của nó, nó sẽ áp dụng công nghệ CFM. Cái công nghệ này nó sẽ giúp giữ nguyên chất lượng dinh dưỡng của từng muỗng quay, khiến cho các bạn hấp thu hoàn toàn những dưỡng chất mà cái hũ quay này mang lại. Thứ tư nữa đó chính là về cái cái chất tạo mùi tạo ngọt của cái loại quay này. Thì cái tỷ lệ sử dụng uh, lá stevia là cái lá chất tạo ngọt tự nhiên là 91 so với lại xúc ra lâu là một trong những chất tạo ngọt nhân tạo có thể nói là đây là một cái loại sản phẩm là sử dụng ít chất tạo ngọt nhân tạo nhất có thể giúp bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng một cách tối đa đó là về sản phẩm whey protein về mùi vị mà do súp sắp phân phối thì nó sẽ có 6 vị cho mọi người lựa chọn trong đó sẽ có hai vị rất đặc biệt đó chính là da ua đào và da việt quốc rất là ngon miệng mà tất cả đội ngũ nhân viên do khi mà thử cái vị đầu tiên đều ai cũng đều chấm số 10, 10 điểm hết thì mọi người hãy săn ngay hai cái vị đó nha Về cái sản phẩm tiếp theo đó chính là pre Cao có tên gọi là Reset. Thì khi mà cầm trên tay cái hũ pre Cao này thì mình chắc chắn là nó sẽ dành cho những người thứ nhất là sinh viên Thứ hai là những người mới bắt đầu sử dụng pre Cao bởi vì cái thành phần của nó rất là vừa miếng và cái lượng sơ vinh cho một hũ này rất là nhiều lên tới 60 sơ vinh vì thế nên nó rất là tiết kiệm tuy nhiên là nó tiết kiệm như vậy thì không đồng nghĩa với việc cái chất lượng của nó Uh, thấp khi mà mình đọc cái phát này ra mình sẽ thấy nó có rất nhiều beta alanine nè có rất nhiều citrulline có nhiều cái l arginine cũng như là cái vitamin uh, b3 là một trong những cái vitamin thiết yếu nhất trong cái việc sử dụng trước tập ngoài ra thì cái lượng caffeine của nó cũng nhẹ nhàng không gây cái việc mà hồi hộp lo lắng tim đập nhanh khi mà mình sử dụng những cái loại pre quốc khác trên thị trường và cái mà mình thích nhất ở cái loại preset này đó chính là về cái mức độ cảm nhận khi mình sử dụng um, có nghĩa là khi mình sử dụng cái này nè trong một khoảng thời gian nhiều nhiều ngày liên tiếp ngày thứ nhất ngày thứ năm ngày thứ mười đều mang lại cảm giác ngứa ngáy tay chân tay chân nè rồi môi miệng cổ là do cái phản ứng của beta khi mà đưa vào cơ thể nó sẽ duy trì trong suốt nhiều ngày nhiều tháng bởi vì mình đã xài cái sản phẩm này trong khoảng hai tháng demo trước khi lấy hàng về cho nên mọi người có thể Uh, an tâm sử dụng và chắc chắn rằng nó luôn mang lại một cái cảm giác sung sức nhất mỗi khi mình sử dụng cái này trước tập. Tiếp theo đó chính là amrap Đây là một loại BCA được thiết kế dành riêng cho những người nào mà chuyên tập sức bền, uh, chạy bộ, đi bộ, bơi, chơi bóng rổ, chơi đá banh hoặc là tập tạ những cái tập tạ những cái bài tập nào mà nó nhiều set nhiều rep thì luôn luôn phải cần một cái loại pre cao như thế này. Cái thứ nhất nó có rất nhiều lucin để tăng cường à, tái tạo cơ bắp cũng như là tăng cường cái việc hấp thu protein ngay trong bữa ăn. Thứ hai nữa là nó có rất là nhiều chất điện giải lên tới 200 mg các chất điện giải, cao gấp 4 lần những cái sản phẩm thông thường khác trên thị trường. Tiếp theo nữa nó sẽ có thêm một là 1000 mg l Là cái cái chất này vô rất là thích hợp cho những người nào đang có nhu cầu giảm cân giảm mỡ vì nó sẽ tăng cường cái việc sử dụng mỡ làm năng lượng. Có nghĩa là khi mà các bạn mua một cái sản phẩm Amrap BCA này thì các bạn như là mua một được ba luôn là vừa BCA nè, vừa điện giải và vừa Elkanitin luôn tất cả ba trong một một sản phẩm này chỉ cần múc một muỗng và nhấm nháp trong xuyên suốt buổi tập thì các bạn sẽ có một buổi tập vừa in như ý. Rồi sản phẩm cuối cùng trong bộ sản phẩm này đó chính là Green EAA thì cái sản phẩm này nó sẽ tích hợp ba cái luôn thứ nhất là gần 3 gram các amino acid thiết yếu và bốn um, ngàn mg những cái chất từ rau củ quả thật từ 50 loại rau củ quả thật dồn hết vô đây và cái cuối cùng đó chính là nước dừa nữa những cái vi khoáng chất từ nước dừa mang lại có thể nói đây là một trong những cái sản phẩm vô cùng phù hợp cho những ai à, lười ăn rau vì nó sẽ giúp bổ sung những cái dinh dưỡng cần thiết từ rau củ quả cũng như là những cái amino acid thiết yếu và nước dừa rất thích hợp dành cho những thời điểm như là trước tập bắt đầu một ngày mới hoặc là bắt đầu một ca làm việc Uống một buổi này vô là ok ngay. Đây là cái clip tổng quan về bốn sản phẩm mà do mình sắp phân phối của hãng Beyond sale là một trong những cái hãng mới toanh, mới cập bến tại Việt Nam. À, thì sau cái clip này thì mình sẽ ra một loạt những cái clip chi tiết về từng sản phẩm để mọi người có thể à, có một cái nhìn tổng quan và cụ thể nhất về từng sản phẩm và đưa ra những cái sự lựa chọn phù hợp cho riêng mình. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những clip sau. It's gonna be a long night.